miếng to đấy. Hello. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tamao TV. Mọi người biết đây là miếng gì không? À đây miếng... là thịt thịt lợn siêu to khổng lồ. Không. À bây giờ lợn nó đắt quá mọi người. Anh em mình chuyển sang ăn thịt bò cho dễ. Thịt bò đấy á? Bê. Thế anh bảo anh đi mua lợn. Thịt bê. Con này là con bê. À, riêng mà lợn bây giờ không thể mua được. Vì lợn bây giờ nó tăng giá còn cao hơn cả thịt bò. Tính ra bây giờ một con bò, một con bê mua 10 triệu thì được tạ rưỡi, hai tạ rưỡi, hai tạ. Thế không mua được thịt lợn thì anh không mua chân lợn. Con lợn một tạ. Mà này ca. Đó. Thế anh không mua được thịt lợn thì không mua chân lợn. Mà đi bán, mà đi mà mua. Mua đi thì nướng ăn. Ăn gì thịt thế? Bò ấy. Lợn lại kêu ăn gì thịt bò. Thịt lợn ngon hơn. Thịt lợn chính ra nó không ngon bằng thịt bò mà nó bây giờ nó đắt hơn thịt bò mọi người ạ. Chân lợn rẻ mà. Chân lợn rẻ. Anh cứ bảo người ta là mua về cho chó là người ta để bán rẻ cho anh ấy. Chó nhà tao không ăn sàng. Thế mà có chó ăn đấy. Cái loại mày. À, hôm nay sẽ nướng mảng thịt thịt bò siêu to khổng lồ mọi người. Thịt bê. Biết là thịt bê rồi. Mày cứ nói là thịt bò cho nó sang được không? Không. Ướp đã. Mày đi chặt mấy tàu là chuối chuẩn bị. Đây là 1/4 con bê nhỉ? Ăn cỗ lá. À. Anh nhỉ? Anh em mình sẽ ăn cỗ lá. Đi chặt cành chuối á. Ừ. Anh đưa em con dao em đi chặt cho. Để chăng mà gặm? Chát. Chát. Ăn về tắc hiểu chết. À xa. Đâu dao đâu. Nghe có vẻ mùi thơm thơm rồi đấy. Tí nhưng mà tí nó nướng thì mới đi chặt chứ. Ừ, thế cũng được. Rửa tay đã. Thôi, chưa đấy thì đợi than nữa đã. Tranh thủ là ướp luôn mọi người ạ. Đợi than ướp xong rồi anh mình sẽ nướng. Anh em mình sang cái chỗ ổ trộm đây. Thôi, chịu. Em đi rồi. Ai sao? Nhấc lên. Đấy rồi. Em không nhấc được. Nào. Mày chết đi, sống làm gì? Thế thì anh có xách được cái con lợn không? Xách được hết. Mày đang xách thì nó là lợn. Ú, chà chà. Con này nó to hơn rồi. Ngon đến giọt cuối cùng mọi người ạ. Chà chà. Nghe thì nó dùng con thả cho ăn cùng đi. Cho cái lạ ạ. Không, bọn nó đang thả cái bọn nó tắm suối đi, tắm suối đi. Khá là ngon đấy mọi người ạ. Bây giờ chỉ vấn đề là thời gian thôi. Tuyệt vời. Thì nó vàng rộm. Ui, da nó nổi sơn bong bóng. Cắn khô ngon. Ấy, không nóng mấy nhỉ? À ở dưới nóng ấy. Ui, dính rồi. Ui, dính. Chắc nước ra đây. Ui, điên kìa. Wow. Đấy nó cho củ thơm nhờ. Cháy đen đen nhìn bẩn bẩn mà thơm nhỉ. Ăn chó bẩn bẩn. Không. Liệu có khét không anh? Có vẻ chất lượng đấy nhưng mà. Em thấy thơm mà. Nghe có vẻ này không chín được. Tống than. Chín. Tống than thêm đi. Không, tống than cho nó cháy. Cháy là được. Ok. Em lấy cây em gạt cái này vào nhá. Ừ. Bên kia. Thôi. Thôi. Đây. Rồi ok. Ok không? Ok. Rồi. Wow. Anh thổi đi. Món này làm nghe hơi khó khăn mọi người ạ. To quá. Hơi nhâm nhởi. Sơ ý một tí cháy bố mất. Cháy bố mất một tí rồi. Đúng. Chắc không gì. Ui thùng lỗ này. Ui trông vẫn ngon. Nó chỉ hỏng cái da thôi. À được. Trông vẫn ngon. Khá là thơm ok đấy mọi người ạ. Lại đợi thôi. Lại đợi thôi. Tình hình là không thể chín được mọi người ạ. Lại phải lọc bỏ cái đùi riêng ra. Ừ. Tại vì nó dày quá. Quả đùi này hơi khó chín. Mau đệ đi xem người ta đánh cá mất rồi. Đấy. Ai nắm. Này ướp thêm tí nữa. Cái đùi phải tách nó ra không chín được.
nghiêng rồi nhá. Hơi bị khó chín. Được, vẫn là phải đợi thôi. Chỉ sợ nó tối mất thôi mọi người. Bây giờ đi xem đánh cá đã. Cá này là đồng cả rồi cháu. Cá thì to thế. Câu cá ngáo ơi. Đâu ơi? Chết. Đi ăn trộm cá như đi hội gì này. Chép bao bấy gì quá. Chết chà. Đóng rồi, không hết đâu. Khu vực áo sen đang vớt vớt. Ui, chèo to thế. Hai con đây này, một con đây thế này. Quả to thế cậu. Cái chết to nè. Khá là to mọi người. Cá cắn à. Cá quẩy nó lạnh. Mà đi xuống mà mò. Hả? Xuống mà. Mò lại mò dính đầu kích. Còn lên luôn đấy. Con kia 2 cân. Ngon đấy. Con kia to hơn. Được 2 con to rồi à? 2 con to. Con này to hơn đấy. Bữa tao sang tao ăn thịt là bê đây. Em xem nè. Đi sang ăn thịt bê đây. Đi luôn. Đi. Chín. Chín rồi, chín rồi. Mày ớ thế mày cứ ở đấy. Cứ ở đấy tao đi đây. Cứ đấy ạ. Tao tưởng mày xem đánh cá. Xem đánh cá đi, chín thơm này. À dạ. Thế em một chương. Ngon phết đấy nhỉ. À, ăn như kiểu bây giờ ăn như kiểu BBQ mọi người ạ. BBQ là cái gì? À, sườn nướng BBQ ấy, Hà Nội ấy. Cho em chín một chương. Đây. Một cái một rồi ăn không phê. Tách từng xương một. Đấy. Úi xà. Em cho em. Từ từ. Mời mọi người nhé. Đây cho mình trước. Mời cả mọi người nhé. Cho muối ớt này. Muối ớt siêu cay này. Ăn kiểu này nó mới phê. Tí nữa. Cay ơi. Đây. Ngon hả? Cá à. À. Hả? Mùi cá. Mùi cá. Tí nữa nướng, tí nữa sang xin cá nướng. À tí nữa sang đổi đổi thịt bò lấy cá. Ngon lắm mọi người ạ. À cha cha cha. Mời tất cả mọi người nhá. Mềm thơm nhỉ. Thơm, ngon. Ăn kiểu này ngon hơn nóng. Sang nhập hội, sang sang nhập hội cùng. Thịt bò không? Mấy em xem bò không? Thịt bò không? Đấy, thì sang đây. Vẫn là máu xem đánh cá. Xem cái nữa. Mày ăn nhanh vậy? Ngon mà. Một cày thôi. Đây, mọi người nhìn này. Thịt này mới là kinh điển. Đấy. Cay nữa. Đây. Cay đi. Thịt bê này nó khá là mềm. Đấy, ướp hơi bị cay luôn, ăn hơi bị ngon luôn. Đó, nó phải cay cái này nè. Ai da. Vừa chín tối. Anh ơi, hôm nay anh làm món này. Bò rắc muối đi. Bò rắc muối là món gì? Bò một cái ông kia đi ăn, ông đeo kính, ông thiếu nhủ này. À. Ông rắc muối ấy. Bò Dubai. Đấy. Rắc vàng gì? Ừ. Hôm nay anh làm cái gì đấy đi. Ăn cho sướng. Ừ, kinh. Mình cũng ăn được mà. Bán cả mày đi không được nửa cái miếng thịt bò đấy nhá. Mình cũng làm được thế mà. Ừ. Mình mua thịt bò mình á. Thịt bò mình không ăn được. Nướng tái đấy. Nhưng mà thấy người ta ăn sống thì hơi kinh à. Ngon. Máu chảy tơ lưu. Đấy, ngon đấy. Có thể mày có thể xả cái đùi này ra ăn như kiểu thế. Nơi mới mà rắc vào.
Chú bé nó chạy về đâu? Đây. Ngon á. Cái gai răng rồi. Giờ phải làm cả tạt này cho nó chất chơi rồi. Chớm. Dài quá. Ui, thịt. Wow. Ăn thịt ngon hơn ăn xương. Thế này, ăn thử món này này, thử miếng. Đây, không. Tao nghi ngờ mày này. Cạch không? Hả? Dô. Mặn quá. Mày hạ độc cái gì? Không chấm đấy. Cay quá. Cay ngon. Cay mấy? Không là cay. Quả đu này thì khả năng còn sơi lại chín nữa. Ấy. Này đau răng quá. Mỏi răng tự nhiên cắn lệch miếng phát. Sái quay hả? Gọi mãi mấy anh kia sang ăn thịt bò mà. Mấy anh đấy mãi thích cá mà chẳng ăn. Anh Linh ơi, ăn thịt bò không? Bò. Mà, mẹ tao mới ra ấy. Mày ăn thịt bò đây. Ok. Ok. Bộ, bộ. Ta mau có món gì ngon đấy nhỉ? Thịt bò siêu to khổng lồ. Siêu to khổng lồ à? Cho xin miếng nhà anh em ta mau nhỉ? Có mặn mặn sườn. Ui ngon thế, nhìn này. Trong muối ớt chiêu cay à? Sống à anh, miếng này sống à? Miếng này sống, muối mặn sườn thì chín này. Muối mặn sườn chín à? Ôi trời, mặn sườn càng ngọt. Chín đến đâu ăn đến đấy? Chín đến đâu ăn đến đấy à? Bò tái mà nhỉ? Mình đi ăn phở hay gọi là bò tái nhỉ? Càng tái càng ngon. Bò tái chảy hầm. Ui rồi em xin nhá. Ai cả. Cặp xương. Cái khoai nhỉ? Đây sao? Ui dạ. Đùi vẫn còn đỏ lòm này. Đùi chín nữa. À sống mà. Sống nguyên. Ngon mà. Mau ra để cắt. Cái quả gì đấy? Mau ra để cắt cho anh. Khều à? Khều quá. Ui. Mời bao mời mau ra để cá nhỉ? Phải quá. Em mình cọc không? Cọc. Rô. Không hết nhá. Hết không? 50 hết. Hết luôn. Để lấy xương. Vâng. Đấy anh lên. Đâu, thử miếng thế nào? Lấy mau đệ lấy cái bát, cái đĩa, à đây lấy cái mâm. Ngon á. Ơi, ngon rồi. Phần nào chín cắt ra đây nhá. Thơm nhở? Mắc kén hạt rồi. Đưa cái kéo đây. Thôi. Đưa lại, cắt được. Cho em miếng. Đây, từ. Còn chưa cắt được đây này. Thơm, chín rõ rồi. Đây, chỗ này chín quá. Miếng ngon ạ. Mình yếu bịp ăn không? Có. Yếu bịp bịp. Ngon lắm. Ui, nhớ cẩn thận nó rơi xuống kia. Mình ra đây đã. Đấy. Ui, ra đây để cắt cơn. Cái da này có khi là chín rồi này anh nhỉ? Hả? Cái da này có đoạn này chín chắc rồi. Rồi, cái phần kia nướng lại đi anh ạ. Đây, đoạn này đặt chín lên. Chín đến đâu ăn đây đấy? Đâu ăn đấy. Ngon nhỉ? Thế mới giữ được nóng. Em về đây. Ấy. Ấy. Thịt bò. Miếng đây. Ngon lắm. Tối gặm xương nha. À, thôi, cứ để từ đây. Cắn phần này đã. Chén đi, em chưa được biết rồi. Đây, muối ớt chưa cay đây. Không có chanh à? Ờ. Đây. Anh nướng cậu à? Anh nướng ấy, bắp. Bắp à? Trong miền Nam mình gọi là bắp. Miền Nam mình? Đấy. Mình là miền Bắc hả? Miền Nam mình có nghĩa là Việt Nam mình ý. Thích ăn đỏ cả. Thích ăn đỏ à? Bò tái à? Cần tái cải nhừ à? Cái này đúng, thịt bò rắc muối của má đề đấy. Ấy, cái này không, rắc muối nó chín hơn. Thì bố ăn miếng đấy giống nhịp sống Tây Bắc ấy nhỉ? Thôi nhỉ, xin theo các cụ cắt cơn đấy nhỉ. Giống nhịp sống Tây Bắc ấy. Chớm. Ấy. Chớm. Đấy. Các bạn lốp trước nha. Nhá. Rồi sụn này. Ui. Anh em xin cái sụn này nhá. Ok. Cắt cơn các cụ. Sụn này. Có làm tí men lá không nhỉ? Có. Từ. Thái đã. Cúc ngon anh ạ. Sụn à. Nó để có làm tí men lá không? Men lá men gì? Men nấu từ cái lá cây ấy. Chẳng trước. Ui bỏng thế.
mua men gạo này. Có men gạo trộn lá đinh lăng. Đây, con này chín ngon này. Đây, con này chín ngon này. Đỏ đỏ này. Thử miếng đỏ đỏ này xem nào. Ăn ra giòn. Thơm. Bên kia đánh cá. Em đã cho mình ra này. Thử nhau ấy. Đấy. Đây. Nước muối à? Nước muối nhá. Ôi ông phải rượu, em nấu rượu. Anh ơi, em lấy cơ đây. Nhiều cá không? Sổ bác. Chín con nướng. Ngon nè. Đây, mẫu. À, em xin nha. Mời anh em ra mà mời mọi người nhá. Anh ơi. Đây anh. Thịt thịt đây là thịt 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 bò Mỹ đắt, thịt lợn giờ đắt quá không dám ăn. Mời em đi. Ngon nhỉ anh nhỉ. Làm miếng da cho nó giòn mềm mềm, mềm mềm thơm thơm. Hiểu không? Thì uống đi mà lấy vợ. Không nghĩ yêu lấy chồng không. Em làm em em có làm một miếng mời da cho nó giòn cái cuộc đời không? Người yêu lấy chồng mời chưa? Làm miếng da cho nó giòn cái cuộc đời ấy nhỉ? Chớp chớp. Ta thấy mời à? Không mời đi mày quý. Không. Chứ mời mà đi thì không quý đâu. Tao một cái người yêu cũng không lấy chồng à. Lên phải hát bài vợ người ta. Rồi em đã là vợ người ta. À trắng cô hiệu cầm hoa nhỉ? Thôi mặc áo vàng. Vào nhà anh nhỉ? Dạ con thấy cô dâu cần gì chỉ. Cô dâu cần phong bì chứ. Tôi thích làm miếng phong... tôi thích à. Phong bì gì chỉ á. Tôi thích. Cá mú đâu rồi? Cá bọn trẻ nó cầm về hết rồi. Ôi, thế thì thôi đi đằng đấy về, đi đằng đi đằng này. Đi đằng này, đi đằng kia về, đi đằng này làm gì? Cá chả cầm ra đây. Ăn cá trước chú. Thế ăn, ăn xuân. Cho mẹ mẹ lại đi. Thôi, nằm chén cho đỡ lạnh. Cô tiếng này, thử kích tất cả từ người xem mà có giật không? Kích thử ai? Nằm chén đỡ lạnh. Thôi em. Không quá. Thấy chim xuân rồi. Quay đánh cái bớt ai ngon nhỉ? Ôi, cô ăn cả xương à? Bỏ sữa ơi chẳng. Bỏ sữa. Ai gọi B. B. Bỏ đâu mà bỏ. Chưa không bỏ được. Chú Dịch vào đây đang thấy mày vứt qua cái bờ ao này. Vứt anh ra ơi. Hôm qua anh quên thả chơi quên chạc à? Đây này giống chạc của anh đó. Thử tay. Đấy. Bệnh chung.